truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Công an phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một thời gian lẩn trốn. Đối tượng Tạ Quân Lợi, sinh năm 1981, đời thường trú trước khi bỏ trốn, số nhà 6, ngõ 530, đường Trần Quốc Tảng, thuộc tổ 110, khu 8B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã số 1 ngày 7 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh về tội danh mua bán trái phép vật liệu nổ. Trước đó, khoảng tháng 4 năm 2023, Tạ Quân Lợi có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ tại địa bàn thành phố Cẩm Phả bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên sau đó, Tạ Quân Lợi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt. Sau một thời gian tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng, đầu tháng 7 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự nắm được thông tin đối tượng Lợi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 tháng 7 năm 2023, sau khi xác định được đối tượng Lợi đang lẩn trốn tại nhà người quen thuộc phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an phường Văn Đức bao vây, mật phục, truy bắt thành công đối tượng khi đối tượng đang ăn cơm tối tại nhà một người quen thuộc khu Kênh Mai, phường Văn Đức. Tại cơ quan công an, đối tượng Tạ Quân Lợi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng đã được dẫn giải về Công an tỉnh Quảng Ninh và bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.